Hai chú chó trông bát xương. Ngồi xuống đi. Vâng, ngồi xuống. Xem nó ăn xương lợn kiểu gì đây. Làm sao? Nó ngồi xuống không? Ngồi xuống để xem mà. Đấy, để ra xem nó ăn. Ngồi xuống. Ở đây thì có xương gà. Đấy, nhưng mà nó không ăn, nó ăn được cái xương lợn này cơ. Xương lợn này thì cứng hơn chứ. Hay là nó luyện răng này. Con này thế cũng thích xương, xương lợn, xương gà mềm mà không ăn, thích ăn xương lợn, mà cái xương này thì rất là cứng nhá, để cho lượng quay hàm, gặm cứng nhá, gặm sắp xong một miếng rồi, nó lấy hai chân nó kẹp lại, răng để răng chắc khỏe. Trong quá trình theo dõi video, gia đình nhà Mao có nuôi thú cưng, muốn cho nó răng chắc khỏe thì có thể dùng phương pháp và luyện răng cho chó nhà bạn như thế này nhé. Thời gian làm video của mình cũng tới đây đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở video tiếp theo.